Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiết số 2, bài 18, luyện tập trung. Sách giáo khoa môn toán lớp 5, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 63 nào. Chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 nào. Chọn số đo phù hợp với diện tích của bức tranh robot vừa vẽ trong cái hình dưới đây. Đó, như vậy chúng mình có là gì? Cái bức tranh của bạn robot. Đấy, bạn ấy vẽ này kìa. Và có 3 cái đơn vị ở đây là km vuông, hecta và mét vuông. Các em thấy cái bức tranh mà bạn robot bạn vẽ bằng cái cọ như thế này thì nếu mà diện tích là km vuông thì thế nào? Quá lớn, đúng là loại ngay. Bức tranh mà dùng diện tích là hecta thì có hợp không? Không. Hai cái đơn vị này người ta chỉ dùng để nói về những cái diện tích nào mà rộng lớn các em nhé. Đó, do vậy thì chỉ còn một đáp án duy nhất, đó là mét vuông, 1 mét vuông. Ok, xong nhá. Sang câu 2 nào. Viết các số đo sau theo đơn vị là mét vuông. Đó, tức là gì? Chúng mình sẽ đổi hết tất cả những cái này ra gì? À, ra mét vuông thôi. Dễ ơi là dễ ơi mà, đúng không? Rồi, như vậy mình sẽ có này, 2 km vuông thì bằng bao nhiêu mét vuông? Đó. Như vậy thì các em chỉ cần nhớ được 1 km vuông thì bằng bao nhiêu? Rồi mời em nào. 1 km vuông thì bằng bao nhiêu mét vuông? Nếu thầy là 1 km vuông sẽ bằng 1 triệu mét vuông. 1 km vuông bằng bao nhiêu? Chính xác là bao nhiêu nào? Nhanh. Nó là 1 triệu mét vuông. Ok. 1 km vuông thì bằng bao nhiêu? 1 triệu mét vuông nhé các em. Đấy. Như vậy bạn này bạn đã nhớ kiến thức khá là tốt. Ok. Như vậy thì bây giờ mình có là gì? 2 km vuông. Thì chúng ta sẽ lấy 1 triệu nhân với mấy? 1 triệu nhân với 2. Ok không? Như vậy 1 triệu mà nhân với 2 thì sẽ bằng 2 triệu mét vuông. Xong. Ở đây ta sẽ điền là gì? Bằng 2 triệu mét vuông nhá. Được chưa? Mình sẽ sửa nó đi thôi. Không có vấn đề gì hết. Rồi. 1 km vuông bằng 1 triệu thì 2 km vuông sẽ bằng 1 triệu nhân với 2 thì sẽ được là 2 triệu. Ok. Xong chưa? Rồi. 0,8 hecta. Đấy, câu B này. 0,8 hecta thì bằng bao nhiêu? Wow. Bao nhiêu gì? Mét vuông. Đấy. Vậy thì chúng ta lại nhớ cho 1 hecta thì bằng bao nhiêu mét vuông? 1 hecta bằng bao nhiêu em? Thưa thầy là 1 hecta sẽ bằng 100.000 mét vuông. À, 1 hecta bằng 100.000. Vậy bây giờ chúng ta có mấy? 8 hecta. Thì mình sẽ có là gì? 8 phần gì? 100.000. Đấy. 8 phần 100.000 này kìa. Như vậy đây là một phân số thập, thập phân. Đúng không? Thì sẽ bằng bao nhiêu? 0 phải 100.000 nhá. Phần 10 nè. Phần trăm nè. Phần nghìn nè. Đấy. Phần gì nữa nhỉ? 10.000 nè. Phần 100.000 nè. Ok không?
Như vậy có phải bằng 0,0008 không? Đúng không em? À thế thì bằng bao nhiêu? Em thưa thầy là do 8A là 8 hectomet vuông, mà 1 hectomet vuông sẽ bằng với 100.000 mét vuông. Vì đổi ra từ hectomet vuông ra mét vuông, 8A sẽ bằng 800.000 mét vuông. À ok, như vậy sẽ là lấy 100.000 nhân cho 8 nhá. Đấy, bạn này ok, như vậy 8 hecta thì sẽ bằng 800.000 mét mét vuông. Ok nha. Được chưa? Rồi. Câu tiếp theo nè. 450 decimet vuông thì bằng bao nhiêu mét vuông? Đó. Đây là 450 decimet vuông. Thì các em chỉ cần nhớ được 1 decimet vuông thì bằng bao nhiêu mét vuông? Mét deci. Như vậy có phải 1 deci thì sẽ bằng 1/100 không? Thì đây ta sẽ có là 450 trên 1 100. Ok. Đấy, như vậy đây các em sẽ có là 450 này trên 1 100. Được chưa? Rồi. À. Từ đây nhá, như vậy 1 hecta thì bằng bao nhiêu? 10.000 hay 100.000? 10.000 đúng không? Dạ vâng ạ. Bạn này, đây, để thầy mở cái này ra cho bạn ấy. Giờ 1 hecta bằng bao nhiêu bạn? Lúc thì 100, lúc thì 10.000, chết rồi. Thế làm thầy khen trước lớp rồi. Được ngồi bàn đầu. Đây, 1 hecta có bằng 10.000. Đấy, mà vừa nãy ông dám đổi thành 100.000. Chết chưa? Ha ha. Bài toán ha ha nhé, nhớ đời nghe con. Bài này mà em này mà đi thi này rồi đã xong luôn á, bút xa là gà chết. Ok, đâu rồi? Đây. Như vậy cái này em bớt đi một số 0 nữa nha. Chỉ là bao nhiêu? Một hecta, giờ chốt lại 1 hecta bao nhiêu mét vuông? Là 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Ừ. Rồi và chỗ này là 80.000 nhé các em. Rồi chúng ta có 450 decimet vuông. Thì chúng ta sẽ lấy là 450 chia 100. Đó. Thì đây là phân số gì nhỉ? Phân số thập phân. Thì các em lấy nè. 45. Đấy, cứ lấy 45 trước cho thầy đi. Như vậy đây là phần trăm này. Đúng là phần trăm phần 10, vậy thì ta sẽ bằng 0,45 đúng không, mét mét vuông nhá. Ok. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đấy, thầy sẽ lấy luôn cái anh này đưa sang đây cho nó nhanh, được chưa nhỉ? Rồi, và những cái phần râu ria này bỏ đi. Xong nha. Hãy chú ý cái đơn vị cho thầy. Bạn học sinh của thầy là học cũng ba chớp ba nhoáng rồi, chứ đâu phải là dân học vững đâu. 1 hecta giá bằng 100.000. Chết luôn. Bạn quảng bá kiểu này nó đang là hàng mấy chục nghìn lượt đang xem. Rồi mấy em bên top top này coi được không? Rồi, điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc dấu bằng. Ok, để làm cái này thì chúng ta sẽ thấy đây là đơn vị là cái gì? Mét vuông. Bên này là 4 mét vuông, 2 decimet vuông. Như vậy cái này có cần phải
có cần phải phải làm không nhỉ? So một cái được ngay đúng không? Đây là 4 mét vuông này, này nó gấp lên bao nhiêu? 40 lần đúng không? 4 mét vuông đây là 42 mét vuông. Đấy. Như vậy thì rõ ràng không cần làm. 2 đề mét vuông thì bằng bao nhiêu? 2 phần 100 là 0,002. Vậy ta sẽ được là 4,02 mét vuông. 4,02 mà so với gì? 42 thì ai? Ai sẽ lớn hơn? Ai là người lớn hơn? À, anh này sẽ lớn hơn nhá. Cái gì đây? Cái gì đây? Rồi, điền cái dấu vậy cho hoành tráng. Đây là 2.800 hecta. Đây là 28 km vuông. Rồi giờ nhắc lại em này, không để quên, 1 hecta bằng bao nhiêu km vuông? Như thầy là 1 hecta sẽ bằng 1 phần 100 km vuông. 1 phần 100. Chắc không? Dạ chắc. Rồi để thầy mở cái này ra cho bạn ấy xem này. Này bài 16. Các bạn bên tốt tốt các bạn cứ làm nhá. Đây 1 hecta thì bằng 1 phần 100 km vuông. Ok. Như vậy thì ở đây sẽ bằng bao nhiêu? 2.800 trên 1 100. Em đổi cái này ra giấy nháp này. 2.800 kem trên bao nhiêu? Trên 100. Vậy thì chia cả tử và mẫu cho 100 thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? 28. Chuẩn không? Vậy thì 28 km vuông. So với 28 km vuông thì ở đây chúng mình điền dấu gì? Dấu bằng xảy ra. Ok. Xong nhá. Rồi. Mình sẽ đến với cái bài số 4 này. Bài số 4 đây. Bài số 4 người ta cho như sau. Bác Ba muốn dùng gỗ để lát sàn cái phòng khách hình chữ nhật có chiều dài là 6 m, chiều rộng thì 5 m. Biết cái loại gỗ mà bác chọn, giá là 300.000 đồng một mét vuông. Tính số tiền mà bác Ba cần trả cho cái số gỗ lát sàn cái căn phòng này. Rồi như vậy các bạn xem được thì chúng ta hãy comment số 1 nhá. Như vậy các em quan sát ở đây, cái phòng khách này có chiều dài bằng này, chiều rộng bằng này, đúng nào? Vậy thì bước số 1 hay lời giải đầu tiên các em phải tính đó là gì? Diện tích của cái phòng này là bao nhiêu mét vuông. Và sau đó mình tính được số tiền này, 1 mét vuông thì bằng này tiền. Ok, được chưa? Như vậy ta sẽ có lời giải thứ nhất là diện tích cái phòng khách hình chữ nhật đó là đấy, được chưa nhỉ? Chắc chắn nhá, chính là diện tích chiều dài 6 nhân với chiều rộng 5, diện tích hình chữ nhật 30 mét vuông. Chuẩn chưa? Rồi ai đã tính ra thì cho số 1 nhá, comment số 1 nào. Ok, như vậy thì cái phòng này có diện tích là 30 mét vuông, mà 1 mét vuông thì 300.000. Vậy thì chúng mình có tính được chưa? Số tiền mà cái bác Ba cần trả, dựa câu hỏi để viết lời giải,
cho số gỗ lát cái sàn căn phòng đó là ok 1 mét vuông 300.000. Kem nhân lên cho 30 mét vuông, được chưa? 300.000 mà nhân lên 30 lần đấy thì sẽ được bao nhiêu nhỉ? Được bao nhiêu? Thêm mấy số 0? À, 3 x 3 bằng 9, thêm 3 số 0 nữa. À, 300 này là 300.000 đồng. Quên, ghi cho đầy đủ 300.000 đồng mà. À, như vậy thì ta phải thêm 3 số 0 nữa nhá. Đấy, phải 9 triệu đồng. Rồi, và đến đây chúng mình tự ghi đáp số 9 triệu đồng. Xong. Ok. Rồi, sang bài số 5. Bài số 5. Người ta cắt một tấm kính hình chữ nhật. Tấm kính này đấy hả? Tấm kính này giống hình vuông thế nhỉ? Thành 5 tấm kính giống nhau để đóng khung ảnh. À, tức là tôi cắt thành 5 cái tấm kính như thế này này các em. Nào. Đấy, đây là gì? Những cái lát người ta cắt này. Đúng chưa nhỉ? Đó, các em thấy chưa? Như vậy thì 5 cái này là giống nhau này. Tức là diện tích nó bằng nhau đó. Nhưng mà mình nhìn ở đây thì có vẻ nó không bằng nhau lắm đúng không? Đấy, ta cắt cái này thành 5 cái tấm kính giống nhau. Đúng chưa nhỉ? Và mỗi một cái tấm kính này này thì có chiều dài là gì? 6 dm. Mỗi một tấm này này có chiều dài là 6 dm và chiều rộng là mấy? 4 dm. Rồi. Hỏi cái tấm kính ban đầu. Wow, thì dễ thế nhỉ? Câu này là câu dành cho các em tiểu học lớp 2 à? Đúng không? Rồi, 5 tấm kính. Vậy thì giờ chúng ta chỉ cần tính diện tích của mấy? Một tấm kính thôi. Đúng chưa? À, như vậy ta sẽ đưa sang đây để mình xử lý cái bài này nhá. Các em chỉ cần tính diện tích của mấy? Một cái tấm kính thôi. Sau đó mình nhân nó lên cho 5 và nhớ đổi đơn vị ra. Thế là xong. Rồi, diện tích của một cái tấm kính. Một tấm kính được cắt ra là đấy. Được cắt ra, ghi luôn chiều dài 6 dm. Rồi, chiều rộng mấy dm, ghi rõ luôn. Chiều rộng 4 dm là đấy. Ta lập luận như thế này thì giáo viên là gì? Phải kính phục ngay đúng không? Diện tích của hình chữ nhật bằng bao nhiêu? 24 mét vuông. Được chưa? Đấy. Như vậy đây chính là diện tích của một cái hình chữ nhật là 24 mét vuông. Vậy thì một tấm kính là mấy? 24 mét vuông. Vậy thì cái này có mấy tấm kính? 5 tấm kính. Ok, vậy thì ta có thể có lời giải thứ hai, diện tích cái tấm kính ban đầu sẽ là một tấm kính là 24 nhân lên cho 5 tấm. 54 20 viết 0 nhớ 2, 52 là 10 nhớ 2 12. Như vậy ta sẽ được là 120 mét vuông. Ok. Thế là xong. Và đến đây chúng mình chỉ việc ghi đáp số. Được chưa? Như vậy thì tấm kính ban đầu có diện tích là 120 mét vuông. Rồi, sang bài 6 nào. Và hết rồi, chúng ta chỉ có 5 bài thôi.
Và mình đã kết thúc được chủ đề số 3 nha. Hẹn gặp lại các em trong chủ đề số 4, phép cộng số thập phân. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video đến cho các bạn. Và cái buổi livestream hôm nay của thầy thì sẽ kết thúc tại đây. Các em nhớ là chia sẻ kênh Tốt Tốt, kênh YouTube này đến thật là nhiều các bạn ở trong nhóm Zalo của mình nha. Bye bye.